Vì đến nay vụ án về sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mà lực lượng chức năng liên tục phát hiện thêm nhiều trung tâm đăng kiểm có dấu hiệu sai phạm trong quá trình kiểm định xe cơ giới. Mới đây nhất, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm 7 bị can tại hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn. Trong sáng nay, ngày 25 tháng 2 năm 2023, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 7 bị can gồm Trịnh Văn Chương, Đỗ Hồng Vân, Nguyễn Thành Sơn, Vũ Sĩ Kiên, Đỗ Thành Lân, Bùi Ngọc Tân và Chu Sĩ Quý để điều tra về tội giả mạo trong công tác quy định tại điều 359 và tội nhận hối lộ quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015 xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hưng Yên 8902S có địa chỉ tại xã Bảo Khê thành phố Hưng Yên. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8905D có địa chỉ tại thị trấn Yên Mỹ huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên. Kết quả điều tra ban đầu xác định trong quá trình tham gia dây chuyền kiểm định đối với các xe ô tô tải biển kiểm soát 89C-13159, 89C-19163 và 89C-16211 tại trung tâm đăng kiểm 8902S, các bị can trên đã bỏ qua các lỗi vi phạm thuộc trường hợp từ chối kiểm định, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận kiểm định, theo thông tư số 70-2015-TT-BG-TVT ngày 1 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải gồm lắp thêm thang đi lên nắp xe, giá nóc. Sau đó, lập các phiếu kiểm định với kết quả, đạt và sử dụng hình ảnh đăng kiểm cũ của, của xe đã đủ điều kiện lưu trữ tại máy tính của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hương Yên để sao chép, chỉnh sửa in lên giấy chứng nhận kiểm định mới của xe và cấp giấy chứng nhận kiểm định trái quy định cho 3 xe ô tô tải nêu trên. Ngoài ra, ngày 31 tháng 8 năm 2021, với vai trò là giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8905D, Nguyễn Thanh Sơn đã nhận số tiền là 10 triệu đồng của một cá nhân để lập hồ sơ cải tạo xe cơ giới khống và kiểm định cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho một xe ô tô tải. Hiện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên đang kiểm sát điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.